hưởng ứng tháng thanh niên, hướng đến kỷ niệm ngày 26 tháng 3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa Gia đình, Cục Phòng chống HIV/AIDS và Cục Quản lý Môi trường Y tế đã phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức ngày hội hiến máu, giọt máu cho đi, cuộc đời ở lại. Ngay từ khi phát động, sự kiện đã nhận được sự quan tâm hưởng ứng đông đảo của ban lãnh đạo các cơ quan cùng các cán bộ và đoàn viên thanh niên. Hàng trăm đơn vị máu đã được thu về trong ngày hội. Đây là một nghĩa cử cao đẹp, thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, góp phần giáo dục truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái, giúp đỡ nhau của dân tộc Việt Nam. Qua đó nâng cao nhận thức của xã hội về hoạt động hiến máu tình nguyện, góp phần đảm bảo lượng máu đáp ứng yêu cầu trong cấp cứu và điều trị bệnh, đặc biệt trước tình hình các bệnh viện đang thiếu máu trầm trọng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.